21. Xin chào các bạn, mình tên là Hoàng Phương Anh và năm nay mình 9 tuổi, rất vui khi được gặp các bạn. Mấy ngày trước mình bị sâu răng nên mình cứ kêu lên, thế là mẹ mình đưa mình đến đây để khám xem. Thế là bác sĩ của mình bị sâu răng, qua vài lần điều trị là mình đã khỏi hết đau rồi. Bây giờ đã kết thúc rồi. Xin chào các bạn.